Tới Mãi Mận cùng Phúc review một cái quán ăn rất là ngon, giá cả phải chăng. Món ăn được cập nhật mỗi tuần, lên món rất là nhanh, không gian thoáng đãng cùng âm thanh sôi động trong phố ẩm thực Vĩnh Khánh quận 4. Các bạn nhớ check in để được giảm ngay 5% tại bàn cùng Phúc review quán ăn mùa Tết này nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Quán này hẹn nhau hợp mặt đầu năm là đúng bài luôn, nên sẵn gì Phúc review luôn quán ớt xiêm tại số 568 đường Vĩnh Khánh phường 10 quận 4 nha. Menu đa dạng với các món từ ăn chơi cho tới ăn no, đầy đủ từ heo, bò, gà, hải sản cùng các món combo với nhiều mức giá khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Menu quán có một chuyên trang về bò nướng và sốt với hơn chục loại cá chiên nướng chỉ từ 119.000. Phúc thích nhất là cái mâm hải sản số Thái mà ốc rất là tươi ngon nha. Trong mâm này có ốc bươu lót con nào cũng to, ốc hương, mực, tôm, sò huyết và sò điệp. Với cái phần sốt làm vị ngon nhưng mà hơi cay nên các bạn lưu ý một chút xíu, kết hợp với lại xoài bào ăn thấm lắm. Cái món cá diêu hồng rang muối Hồng Kông thì đúng kiểu mà Phúc hay ăn ở nhà hàng Trung Hoa, với lại miếng cá thấm đều ghê. Rồi không biết đứa nào gọi con gà nổ muối, mở nắp ra nó thơm phức luôn, thịt chín mềm hấp cùng lá chanh. Quán có đem ra cho đôi bao tay để tôi xé từng miếng thịt gà rồi chấm với lại muối ớt chanh ăn ngon xỉu luôn. Thêm một cái món mà Phúc chưa tìm được cái chỗ nào quận tư ngon hơn cái quán này là món sườn cây ớt xiêm. Ta nói sườn nhiều thịt, chất lượng, nước leo hầm với lại ớt xanh, rau mùi cho nên thơm và vị ngọt thanh. Vị cây nhẹ khá là ok. Phần bò hải sản sốt phô mai kéo sợi ăn kiểu nướng mâm. Phần này nước sốt khá là ngon, bò khá nhiều, hầu sữa ăn cùng với lại mực. Quán ớt xiêm thì Phúc tưởng bán mấy cái món toàn ăn với ớt, có ngờ đâu menu hơn 100 món nha. Từ cổng chào phố ẩm thực chạy vào đường Vĩnh Khánh thì quán nằm tay phải gần cuối đường, đối diện với lại ủy ban nhân dân phường 10 cho nên không quá ồn ào. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon ở Sài Gòn nha.